Phương Oanh đáp trả anti phán chỉ bằng một động tác đem về 4 triệu view. Phương Oanh khiến người xem chú ý vì cách cô thể hiện tình cảm với ông xã. Sau khi đăng ký kết hôn cùng doanh nhân Sắc Bình, Phương Oanh sớm thông báo đã có tin vui. Đó cũng là lý do sau lễ ăn hỏi, cặp đôi đã phải hoãn tổ chức đám cưới trong năm nay. Đặc biệt, từ sau khi về chung một nhà, Phương Oanh cho thấy hình ảnh đảm đang bếp núc. Nữ diễn viên liên tục chia sẻ những clip ngắn, thú vị khi trực tiếp vào bếp nấu những món ăn ngon đại ông xã. Cặp đôi cho thấy sự đồng điệu trong sở thích ăn uống. Phương Oanh còn bật mí niềm vui thích nhất của cô là được chồng khen nấu ăn ngon. Phương Oanh chăm đăng các clip nấu ăn tại biệt thự mới. Trên kênh TikTok cá nhân có 4,5 triệu người đăng ký theo dõi, Phương Oanh chia sẻ nhiều video ngắn thu hút hàng triệu lượt xem. Chỉ một động tác nhỏ như vẩy rau cũng thu hút 4,1 triệu view cho một clip. Hay như mới đây nhất, clip Phương Oanh làm món tiến vua đã thu hút 6,4 triệu lượt xem. Phương Oanh đăng clip vẩy rau cũng thu hút tới 4,1 triệu lượt xem. Ngoài việc hướng dẫn sơ qua về cách chế biến món ăn, Phương Oanh còn khiến người xem chú ý vì cách cô thể hiện tình cảm với ông xã. Từ việc nhờ chồng nếm hộ đồ ăn xem hợp khẩu vị hay chưa cho đến cách thơm má đều bộc lộ cuộc sống tân hôn hạnh phúc, Phương Oanh thể hiện tình cảm với ông xã khi nấu ăn. Dưới clip, nhiều bình luận khen ngợi Phương Oanh, bạn ấy là diễn viên nổi tiếng, là vợ của đại gia nhưng thấy cách tay cầm dao nấu ăn của bạn ấy là biết bạn ấy đảm đang thế nào rồi, Phương Oanh đã sinh lại khéo tay nữa. Chúc hai em mãi hạnh phúc nhé. Tuy nhiên cũng có bình luận tiêu cực cho rằng Phương Oanh khoe khoang. Đáp lại, nữ diễn viên nhẹ nhàng nhắn nhủ, tốt khoe xấu che, các cụ bảo thế. Câu trả lời của ngôi sao hương vị tình thân nhận được loạt ủng hộ từ cư dân mạng. Không chỉ chăm vào bếp, Phương Oanh còn cho thấy cô rất ăn ý với ông xã trong đời sống. Không khó để nhận ra trong các clip được nữ diễn viên đăng tải, Sắc Bình ngày càng trẻ trung. Người đẹp còn hài hước gọi ông xã bằng biệt danh Hồng Hài Nhi để chọc ghẹo. Nam doanh nhân được nhận xét rất biết cách chiều vợ, không ngại kết hợp với bà xã làm điệu bộ xì tin khi quay clip TikTok vui nhộn. Thậm chí, Sắc Bình còn có riêng một album ảnh để khoe tài nấu ăn của vợ. Sắc Bình chiều vợ, sẵn sàng kết hợp làm clip vui nhộn. Trong livestream gần đây từ chuyến du lịch Nhật Bản của hai vợ chồng, Phương Oanh bật mí cô mang song thai nhờ vào phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Phương Oanh chia sẻ về quá trình mang bầu, có lúc tăng cân do tích nước, chạm mốc 60kg, có hôm lại còn 58kg. 3 tháng đầu anh nghén vật vã, thở cũng mệt, nằm cũng mệt, ngủ cũng mệt. Người cứ ngây ngất cả ngày, nhất là những lúc hoa mắt chóng mặt như kiểu say xe. Sang tuần thứ 13 thì tự nhiên tỉnh queo, bình thường luôn. Trộm vía là bây giờ các em phát triển nên mình chỉ bị nặng bụng thôi, hay bị trướng và tức bụng. Bây giờ mình đi chơi, ăn uống, khỏe như bình thường, nữ diễn viên tiết lộ. Phương Oanh được khen ngợi vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp khi bầu song thai. Nhiều bình luận của cư dân mạng khen ngợi nhan sắc của Phương Oanh khi mang bầu. Đáp lại, bà xã Sắc Bình cho hay, có hôm cũng thấy xinh, có hôm cũng xấu cực, nội tiết tố rối loạn, có hôm tốt có hôm không tốt nên nó làm da mình sạm đi, loang lổ, khuyết điểm sần sùi. Nói chung cái hành trình bầu bí này rất buồn cười nha mọi người, như là trò đùa ấy.